đẹp trai cho anh Hồ nhìn chồng em như trai Hàn Quốc ấy. Đẹp trai tức là đẹp trai của em là đẹp trai. Nhưng mà lại đi cùng cái đứa lớp em đứa đấy lại con gái, em cứ nghĩ là người yêu của nó cơ. Hồi đấy em có người yêu rồi cho nên nhìn thì đẹp trai thì thích thôi nhưng không là sau này em trêu em bảo là đấy mọi người vẫn hay nói câu là chức chú sao em làm đẹp thành vợ ấy, thành thật rồi. Mà đặc biệt luôn chức chú sao em dần dần thành vợ. Đó là đúng với cái cặp đôi này luôn. Sau khoảng một thời gian thì em cũng lập gia đình ạ. Thế à? Vâng, em cưới vợ. Sau khi lập mà xuống núi bao lâu thì cưới cái người đó? Em khoảng 6 tháng. 6 tháng ạ. Vâng. Lúc các bạn này có biết không? Em cũng biết nhưng em thấy bình thường lắm. Em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng toàn thể các vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bạch Quang Lợi, năm nay là em 34 tuổi. Công việc chính của em đó là chuyên viên kinh doanh tại hệ thống siêu thị. Còn nghề phụ của em đó là phụ vợ việc kinh doanh. Nói chung là cũng kinh doanh hết á. Là vợ là kinh doanh riêng một cái ngạch khác mà. Vâng. Đúng không? Còn em? Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Xin chào toàn thể các vị khán giả. Em xin giới thiệu em là Trịnh Thị Hoa. Năm nay em 26 tuổi. Em quê ở Hà Nội ạ. Công việc của em là bán chè thôi ạ. Bán chè à? Bán chè. Bọn em là chè thương hiệu chè Ngọc Thạch. Chè ăn đá đấy. Chè lạnh phải không? Vâng. Mà tụi em là hiện tại là đang ở Sài Gòn hay là ở đâu? Em sống ở Hà Nội ạ. Tụi em vào đây quay chương trình Vợ Chồng Son. Vâng. Rồi bây giờ lần đầu tiên mà em gặp cô chủ này là ở đâu? Lần đầu tiên thì em được gặp vợ em là một người bạn của em. Học cùng với cả lớp vợ đại học. Lớp của vợ em có tổ chức một buổi đi tham quan ở Yên Tử. Là em được bạn em rủ đi cùng. Đi thì nên đấy thì có gặp vợ em thì ban đầu thì ấn tượng của em đối với vợ em là nhìn vợ em cũng rất là cao ráo xinh xắn. Trắng trẻo và trông rất là hiền lành. Tức là cái ấn tượng đầu tiên em gặp vợ là xinh xắn, cao ráo và em có thích không? Thực ra thì lúc đấy em cũng có người yêu rồi nên là em cũng thấy vậy hả? Thích thì có thích nhưng mà mình chỉ để đấy thôi. Cũng hơi xinh xắn chút xíu. Là em có người yêu rồi đúng không? Em có ấn tượng gì về cái nhan sắc của anh không? Ủa đẹp trai cho anh Hồ nhìn chồng em như trai Hàn Quốc ấy. Đẹp trai tức là ấn tượng đầu tiên của em là đẹp trai. Nhưng mà lại đi cùng cái đứa lớp em đứa đấy lại con gái, em cứ nghĩ là người yêu của nó cơ. Hồi đấy em có người yêu rồi cho nên nhìn thì đẹp trai thì thích thôi nhưng không làm gì. Tức là hai người đều có người yêu rồi. Hôm ý không biết tên cơ, cứ gọi thấy già hơn, thấy mọi người gọi là chú thì mình gọi là chú thôi. Sau này em mới trêu em bảo là đấy, mọi người vẫn hay nói câu là chức chú sao em làm đẹp thành vợ ấy, thành thật rồi. Mà đặc biệt luôn á, chức chú sao em dần dần thành vợ. Đó là đúng với cái cặp đôi này luôn nè. Sau đó thì về các em có liên lạc với nhau không? Tại vì hôm nay em là người cầm máy ảnh. Nên là em chụp ảnh cho mọi người, thế là em cũng chỉ add link của vợ em gửi ảnh cho vợ em thôi, cũng không trò chuyện gì cả. Sau khoảng một thời gian thì em cũng lập gia đình ạ. Thế à? Vâng, em cưới vợ. Sau khi lập mà xuống núi bao lâu thì cưới cái người đó? Em khoảng 6 tháng ạ. Vâng. Lúc các bạn này có biết không? Em cũng biết nhưng em thấy bình thường lắm. Nhưng mà em đám cưới với vợ trước như vậy thì sao lại lại đến với cô này? Thật là em kết hôn thì được khoảng 2 tháng thì em cũng có một cái lý do rất là tế nhị và cũng khá là đặc biệt. Thì sau 2 tháng thì em mới phát hiện rằng là cô vợ đấy của em là có vấn đề về giới tính. Tức là cô không có yêu đàn ông hả? Không, tức là khi lấy em về xong rồi cô mới thực sự phát hiện là mình bị về cái vấn đề về như thế. Tức là sau khi lấy em về thì tự nhiên vô tình được gặp em đấy thì cũng quen từ lâu rồi. Em cũng gặp rất là nhiều lần rồi nhưng chỉ nghĩ là hai chị em chơi thân với nhau thôi. Vợ em thì rất là cá tính, tóc thì tomboy, ngoại hình các thứ rất là cá tính mạnh mẽ. Lúc lấy em về em cảm giác vẫn cứ em như bình thường, nhưng mà phụ nữ bình thường cũng ghen cũng yêu như bình thường cả, em cũng không nghĩ gì cả. Thì dần dần em thấy vợ em bắt đầu tự nhiên sau 2 tháng thì tự nhiên vợ em thấy có đồ rất thay đổi, em thấy những biểu lạ, ví dụ như là cái bạn nữ đấy về quê lại mua quà tặng cho vợ em. Vợ em thì như này có hôm thức đến 2 giờ đêm là quà handmade tặng cho bạn gái đấy. Nhưng mà sau dần dần tự nhiên nó cứ cảm thấy tình cảm vợ chồng nó cứ nhạt dần. Thế là em mới cố gắng tìm hiểu. Một lần vô tình em đi làm về, vợ em đang nấu cơm dưới nhà. Thế là em mới lên trên nhà để em cất đồ, em thấy cái điện thoại vẫn để ở bàn. Thế là em mới cầm điện thoại vợ em lên xem tin nhắn của vợ em nói chuyện với cả bạn kia. Và đúng là sự thật là thế. Nhưng mà em coi như em không biết gì cả. Đầu tiên em nghĩ là chắc là bởi vì là vợ em bị lôi kéo cái gì đấy, chứ không phải là bởi con người vợ anh bị như vậy. Xong bạn ấy bảo hứa sẽ không gặp vợ em nữa. Vợ em cảm thấy là mình ai lấy phải có lỗi với em ấy. Thì vợ em mới bảo là bây giờ là muốn tạm thời tách một thời gian để vợ em suy nghĩ xem thực sự là vợ em con người vợ em là như thế nào. Sau một thời gian thì về cũng bảo với em là em nói thật anh là bây giờ là em ngày xưa em yêu anh là thật lòng, em cưới anh cũng là về tình cảm chứ không phải là gì cả. Còn nhưng mà gặp em đấy em có thể
có tình yêu em bao nhiêu tình yêu, hay em có thể sống chết với em đấy, em không thể sống thiếu em ấy được. Nên là thôi mong anh rất là thông cảm cho em. Em cũng muốn anh là tìm được một người hạnh phúc nào tới tốt hơn để cho anh đỡ phải khổ. Thì em cũng không biết nào cách nào cả, nên là phải đành phải chấp nhận. Chị thấy vậy này, thực ra là cái chuyện nó cũng đã qua rồi. Và thực sự cái chuyện mà tình yêu thì mình không thể nằm trách được nếu đó là một tình yêu thiệt. Đúng rồi. Cho dù là ở giới tính nào đi chăng nữa. Thì cái vấn đề ở đây mình muốn chia sẻ là chị đoán có đúng không nha? Sau đó thì em bị suy sụp đúng không? Em suy sụp và em cái người mà em tâm sự là vợ của em bây giờ đúng không? Thì cái cơ duyên đó thì hai bạn mới đến với nhau đúng không? Chị rất muốn hỏi vợ của em là cái thời điểm mà anh tâm sự về cái hoàn cảnh của anh như vậy thì cảm giác em sao? Em có tin không? Hay là em nghĩ đây là chiêu trò để mà anh tiếp cận em? Thực ra hồi đầu mà lúc mà anh quay lại mới nhắn tin cho em ấy, mọi người bảo là anh là cũng đào hoa các thứ, cho nên là đừng tin vội. Anh ấy cũng không nói rõ sự thật đâu. Sau mãi về sau phải quen nhau được tầm 2 tuần bắt đầu anh mới thổ lộ thật là nhà anh là có vấn đề. Hồi đấy mình cũng chỉ khuyên thôi. Sau một thời gian anh mới nói thật như thế thì em thấy thông cảm. Từ lúc sau biết đấy là cảm giác là đồng cảm, là yêu nhau luôn rồi. Yêu luôn sau 2 tuần lễ đúng không? Rồi sau đó bao lâu thì hai em mới chính thức rồi là quen nhau? Thì sau khoảng vài tháng ấy, đúng hôm đấy là hôm 13 tháng 2, lúc đấy là khoảng 11 giờ đêm. Hôm đấy em chuẩn bị hết cả bánh sô-cô-la, bóng bay, các thứ, đồ quà. Em đứng sẵn trước cửa nhà trọ, phòng trọ của cô ấy. Đầu tiên em mới nhắn tin cho vợ em như này. Em bảo là bởi vì cái hoàn cảnh của em như thế, em cảm thấy là em chưa xứng đáng với cô ấy, mong cô ấy muốn tìm một người khác tốt hơn. Rồi sao nữa? Cô có trả lời em không? Muốn xong rồi em nhắn tin lại. Tại sao để anh để cho em yêu anh rồi? Mà anh mới lại nói với em như vậy. Nói cái điều đó. Lúc em nghĩ là thật không? Có chứ chị. Lúc đó là em khóc thiệt luôn đúng không? Vâng, em khóc nhiều. Thực ra lúc đấy em nghe tiếng khóc, nhưng mà em lúc đấy em phải cố nhịn. Đúng 12 giờ em gõ cửa, trên tay em cầm đủ nước hoa. Vợ em nhìn thấy sướng lại quá, hét âm lên. May quá là em bịt miệng lại, không thì hàng xóm người đang ngủ. Bắt đầu từ đấy em yêu nhau. Bây giờ vô tới câu chuyện coi như là bắt lát đi đến đây này. Trong 4 năm ở với nhau, bây giờ cũng đã có con rồi, có những cái tật xấu gì lòi ra không? Anh ấy này đẹp trai ngời ngời như Hàn Quốc vậy đó. Vậy anh ấy có tật xấu gì không? Đẹp trai nhưng mà lôi thôi. Quần áo anh thay ra nhưng không bao giờ anh vứt vào trong chậu trong phòng tắm để giặt. Mà em là phải đi ngửi lách từng cái áo. Cái nào mà hôi lách em phải mang vào giặt. Cái thứ hai là chơi điện tử. Như là vợ chồng em cãi nhau chỉ xung quanh vấn đề đó là chồng em chơi điện tử. Ui dồi, anh ở chơi mà đến lúc mà em đẻ rồi phải đi ở nhờ nhà anh chị chồng. Bởi vì hồi đấy là nhà em đang làm nhà. Thì ở đấy có một cái lan can nhỏ như này này. Em phải tránh điện tử, tránh máy tính. Bởi vì là như thế là hại cho cả con. Anh ấy lôi ra cái lan can bé bằng này, anh ngồi không có bàn biết gì cả, anh kê cả một bộ máy tính dàn cây ở đấy, anh ngồi anh chơi luôn cả đêm được. Trời ơi. Không cần quạt, không cần gì. Hướng hết lối đi lại mọi người. Tiếp theo đi em. Anh này nhiều bạn thân là con gái lắm. Nói chung là mỗi lần đi ra cửa là em lo. Có đợt không biết là đi chơi hay đi hát với bạn về, em ngửi thấy áo là nhiều mùi nước hoa lắm chị ạ, mà chồng em không xịt nước hoa đâu. Hôm ấy em về em tức em lấy hết cái quần lót của anh ấy trong ngăn kéo. Em ra em cắt hết đúng cái nào em cắt đúng tầm 4 phân thôi, em không bao giờ mua quần lót mới cho. Mặc ngần đấy cái quần lót rách. Đi ra đường em yên tâm, em không sợ nữa. Nói thật với anh chị em là mua. Ngay đến tận bây giờ hôm nay em mới biết cái vấn đề bảo chị, em cứ bảo chị cứ lại sao mấy cái quần của mày có làm cái gì đâu mà cứ rách đúng chỗ đấy, không hiểu tại sao nó rách đúng chỗ đấy, đúng cả 4 phần. Đến tận bây giờ hôm nay em mới biết được lý do. Bây giờ biết rồi đúng không? Cắt 4 phần cắt cái đó thì ăn thua gì? Không phải, tại khi cắt ở dưới đúng á chị ạ. Cởi ra là giả dụ như con đi chơi đâu hay có muốn làm gì, giả dụ quen cô nào mà có gì đấy, không. Đấy thì không dám tụt quần ra. Bây giờ quần là quần mình lót rách rồi. Trời ơi, vậy đó hả, dễ thương quá vậy. Mới biết cái chiêu này luôn. Có khi nào nên bắt trước không ta? Rồi còn gì nữa nãy mới bây giờ để hỏi cái chuyện này nè. Anh ấy là đẹp trai như Hàn Quốc, tỏ tình như Hàn Quốc. Rồi anh hỏi nghe, trong cái chuyện vợ chồng á, anh ấy có lãng mạn như Hàn Quốc không? Anh lãng mạn lắm. Em hỏi anh muốn như nào, anh bảo là miễn sao em thích là được. Anh không quan trọng, cứ em thích thôi. Em buồn cười như này, tức là cái hôm đấy tự nhiên thế nào vợ em lại lửa hứng làm đủ trò. Làm đủ trò xong rồi coi đi hỏi thế anh có thích không. Em bị xấu hổ. Làm thế thì ai chẳng thích, nhưng mà cứ bắt em phải trả lời được. Làm sao hổ chứ, anh thích không được sao còn làm chứ. Anh đẹp trai em muốn là anh thích thì lần sau anh mới không có cơ hội, anh không muốn ra ngoài tìm nữa, phải vợ ở nhà thích mới được chứ. Anh không trả lời. Rồi bây giờ tới em rồi. Tính của em là vẫn còn trẻ hay phụ phịu hay là dỗi hay khóc nhè? Có ai giận hơn nhiều không? Em có chứ, nhưng mà em giận là chồng em phải dỗ, mà dỗ là đưa đi ăn thì là hết. Vợ chồng em nói chung là ngày nào cũng giận nhau được. Cô bé giỏi hơn. Còn gì nữa? Em thì ghen quá khủng khiếp ấy. Ghen. Tức là khi đối tượng nào mà có kiểu dạng là nguy cơ nguy hiểm là dùng Facebook của em chặn hết tất cả những người đấy. Sau đùng cái tự nhiên có hôm bạn em nhắn tin vào chứ anh ơi sao lại anh lại chặn Facebook em. Ôi xanh có biết gì đâu, dở ra một loạt rồi chặn Facebook không hề biết là thế nào. Biết Facebook xong rồi ghen như này, có câu chuyện như này. Cái hôm đấy bạn đồng nghiệp của em này biết vợ em rất là ghen. Thế là cố tình hôm đấy mới trêu.
Nhìn thấy là bình thường mà em đi làm buổi trưa hay ngủ thì hay ngủ với mấy bạn trai với nhau á. Bạn kia bạn biết tính ghen thì bạn chụp cái ảnh cả dặn đang ngủ hay mới gác nhau ngủ, ngủ ôm nhau ngủ. Nhắn tin gửi cho vợ anh chưa, vợ em trêu bảo là hôm nay anh thấy thằng Lợi với cái thằng này là hai thằng suốt ngày buổi trưa ôm nhau ngủ. Thế là vợ em thích tưởng tí thật. Về xong là tự nhiên là buổi tối đấy thế lạ lạ ngồi dở mấy cái hình mấy anh body sáu múi ra chị ạ. Body sáu múi ra bảo anh ơi ra cho anh xem cái này. Ra xem bảo anh nhìn thấy cái này có hấp dẫn không ạ? Thích đáng yêu em, thực ra là em biết là bạn ấy chơi rồi cố tình em chọc cho vui. Sau đó bắt đầu mới bảo thế ai có phải anh thật anh thích đàn ông không, thùng đấy em có cho hai cái thế này. Ui em tẩn cho hai cái rồi. Ôi ơi chết chưa. Đấy là cho hết nghi ạ. Em nói thật ra bảo em nói thật bảo đây bạn anh nó trêu em thế nó biết em tin thì thế. Rồi em có muốn vợ em thay đổi cái gì không? Em muốn là vợ em trưởng thành hơn thôi, quản lý em bớt bớt đi một tí, lớn lòng cho em thở một tí. Còn em sao, em có mong chồng thay đổi điều gì không? Em chỉ mong là chồng em đi ngủ sớm hơn thôi ạ. Trời ơi hai đứa này dễ thương quá. Bọn em là chưa cưới nhau. Thực ra bởi vì là bố mẹ em vẫn đang phản đối. Lý do là do chồng em là một đời vợ, ban đầu là bọn em thống nhất với nhau là giấu bố em nhưng mà chồng em nhất quyết nói thật. Tại vì tính của bố em là bố vợ em ấy, làm trong môi trường quân đội nên là rất là nghiêm khắc. Hoa thì bảo là bây giờ tính bố em thế thì tốt nhất là đừng anh nói vợ. Không nên nói, anh bảo không nên đấu giấu mà. Nhưng mà em cứ ngồi suy nghĩ bảo chứ có sao, mình cứ tâm sự thật và mong sự đồng cảm đến từ bố mẹ và mọi người. Tức là bây giờ tụi em vẫn chưa làm đám cưới luôn? Vẫn chưa, bởi vì tức là đây đi đăng ký kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Đăng ký kết hôn hồi đấy là bọn em là bảo thôi là cứ bầu đi rồi là sau là về là để xin bố cho bố đồng ý cưới. Thế bảo em bảo bây giờ muốn bầu phải làm đăng ký kết hôn, em phải băng đăng ký kết hôn sau rồi em mới bầu. Là có đứa con rồi? Có đứa con rồi. Bây giờ cháu là cháu trai cháu gái? Cháu là cháu gái. Gái. Cháu gái được mấy tuổi rồi? Cháu được gần 4 tuổi rồi. Bố bố tên gì vậy? Bố tên Thạch ạ. Nó để chị nói chút xíu với bố nha. Anh Thạch ơi, nếu như mà anh có xem chương trình này á thì anh có thể mở lòng được cho hai cháu không? Thực sự thì khi mà em tiếp cận với hai cháu thì em thấy là các cháu qua một thời gian sống với nhau mà cái sự viên mãn và hạnh phúc á nó lộ ra trên khuôn mặt luôn. Con gái của anh á hiện giờ em nghĩ là đang có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Và con rể của anh á thì nếu như đúng cái chia sẻ tâm sự của rể á thì em thấy rõ ràng đây là một người đàn ông rất là trung thực. Thì xin anh chị là mở lòng để cho các cháu có một bữa tiệc cho tất cả bạn bè của hai cháu cũng như là gia đình hai bên hai họ có một sự công nhận chính thức đối với các cháu. Thay mặt cho chương trình rất là mong anh mở lòng với hai bạn trẻ rất là đáng yêu này. Em cũng mong là như thế. Em cảm ơn anh trước. Và để tiếp lời với chị Vân, anh nghĩ rằng là em và Hoa cũng nên nói với bố một lời gì đó. Dạ vâng. Thông qua chương trình thì bọn con cũng xin được gửi lời bố tới bố, thì bọn con cũng là người có con rồi, bọn con rất hiểu là cái mình cũng luôn mong muốn một điều tốt đẹp nhất cho con cái. Thế nên là bọn con có làm sai rất là mong bố bỏ qua cho bọn con và bố tổ chức cho vợ con được một đám cưới trọn vẹn cho cả gia đình hai bên, cho vợ con được gọi là toại nguyện mọi điều. Con xin cảm ơn đến chương trình. Em bài Hoa. Qua chương trình em muốn nói với bố rằng là mong bố là chúc phúc cho bọn con và tổ chức cho bọn con được một đám cưới. Thế là mọi điều được viên mãn hết rồi. Nói nghe nè, bây giờ cái điều đầu tiên á, là chương trình muốn chúc tụi em á, là tụi em sớm có một cái đám cưới đúng như ý. Và bố sẽ tha thứ, bố sẽ hiểu, bố đồng cảm, rồi bố đồng ý cho tụi em. Đó là cái điều mà chương trình rất mong muốn. Còn về phía cuộc sống của tụi em bây giờ thì thực sự đã 4 năm trải qua rồi, có một đứa con rồi. Tất cả những cái điều mà kể ra đây thì nó cũng đã xong rồi đúng không nè? Thế nhưng mà cái điều mà vợ em mong muốn là em bớt cái điện tử lại. Theo chị là đúng đấy. Thì dành sức khỏe cho vợ mà vợ thì mới 26 thua mình tới 8 tuổi lần. Để sức mà ấy đi thì không phải chết. Chết nhá. Còn với em, anh cũng có một cái nhu cầu là em nới lỏng ra một chút trong cái vấn đề mà gọi là quản lý người đàn ông này. Mình sẽ không phải là không quản mà mình dùng một cái chiêu khác trưởng thành hơn, vững chãi hơn để mà mình quản lý. Có nghĩa là quản lý theo kiểu mà cái level cao hơn nha. Rồi chúc hai em trăm năm hạnh phúc vậy nha. Em tên là Nhất Thành, em năm nay 26 tuổi, hiện tại là nhân viên kinh doanh của công ty thiết bị chiếu sáng. Còn em? Dạ em chào anh chị, em tên là Nguyễn Thị Đình Trang, năm nay em 26 tuổi và là nhân viên kế toán. Ủa hai bạn là quê chắc là ở ngoài Bắc phải không? Dạ em thì ở Lâm Đồng ạ, vợ em thì ở Kon Tum ạ. À Lâm Đồng với Kon Tum. Dạ, vâng. Ba mẹ em thì là người Hà Nội nhưng mà vô Kon Tum lâu rồi nên là em sinh ra ở trong Kon Tum. Một người ở Đồng, một người ở Tum. Vậy thì Đồng Tum gặp nhau như thế nào? Hai vợ chồng em quen nhau từ năm 2009 á. Hồi đấy hai vợ chồng cùng xuống học cao đẳng ở dưới Sài Gòn này. Thì bên em có học với bạn này.
sau quen được 2-3 ngày ấy, thì cũng vừa biết được là cái tới sinh nhật luôn đấy. Thì em cũng tặng một món quà cho bạn. Thì lúc mà em gặp bạn này để em lấy quà thì có con bạn thân của em đi cùng. Nó về nó trêu em, nó nói là chứ sao mà mày quen thằng nhìn xấu thế mà lúa ấy. Rồi đến lúc hai đứa hồi hộp mở quà ra thì thấy con Thuyền á, nó lại nói thêm câu là xến sẵn tặng cái gì ăn được, hoặc là gấu hoặc là hoa gì đi, tặng cái này cũng tặng. Thế là em quê quá, em nói thôi tránh xa người này ra. Rồi bao lâu thì hai em mới bắt đầu yêu nhau? Từ cái lúc mà em nhận được món quà đó là em cắt liên lạc với tên này luôn. Em chuyển nhà trọ luôn, nên anh không có tìm được em. Đến một năm sau thì bọn em học quốc phòng á, cái em mới liên lạc lại. Ủa lý do gì? Để có người chở em đi học quốc phòng. Mặt nhất rất là gian, có người chở em. Chắc có lẽ là sau cái đợt cái thời gian mà học quốc phòng đó là bắt đầu em chưa luôn nào. Chưa, thấy giống như là lợi dụng thôi. Em có biết là bị lợi dụng không? Em cũng nghĩ nó đơn giản là chắc là đang thích em thôi. Em đi chở em nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ không thích em thì cũng kỳ. Mình phải làm cho họ kiểu như là em đâu biết là sống chung sướng. Sống chung sướng. Rồi sao? Xong cái đợt đó là có cắt đứt liên lạc nữa không? Không, lợi dụng chở đi rồi thì bây giờ lợi dụng ăn. Tại vì cái lúc mà tặng quà, nếu như mà tặng quà em đồ ăn là chắc em đổ từ lúc đấy rồi. Em mới nói với mấy đứa bạn của em là em không thích cái người đó, nhưng mà tao sẽ hành hạ để cho chúng mày được ăn. Trời ơi. Chúng mày được ăn cùng tao. Sao một con người gì đó mà đáng sợ quá. Ví dụ như là em thèm ăn chè đúng không? Thì em nhắn tin, Thành ơi, tối nay đi ăn chè nhé. Em không hề nói là số lượng người là bao nhiêu. Thì tên này tưởng là đi một mình, em kéo luôn 6 đứa trong phòng em. Trời má ơi. Ủa Thành ơi, lúc đó Thành có nhiều tiền không Thành? Dạ em tháng được có 1,5 triệu thôi nha. Chia ra cả tiền phòng nữa, em ngày có 30,000 nè. Mà 6 đứa. Anh đang hỏi cái cảm giác em cái lúc mà em nhìn thấy một phái đoàn 6 người đi tới. Một đội quân tóc dài với sắc mặt đẹp luôn á. Lúc đầu đi ra cũng một bạn thôi. Nhưng mà lúc sau mình ngồi định vị xong rồi, xong bắt đầu mới giờ kéo tới là ngồi nguyên bàn. Bữa đó có sao không? Dạ hôm đấy thì em đủ, mãi đến hôm sau thì đi uống cà phê thì em mới thiếu. Rồi cái chuyện nó cứ lặp đi lặp lại hoài hay sao? Thì em cũng nói trước với bạn em là không ưng thằng này đâu, nên chúng mày cứ muốn ăn gì hay muốn làm gì thì cứ hành hạ đi. Chúng nó được nước lấn tới anh. Đúng nghĩa là hành hạ luôn. Cái 2 tháng sau em thấy tội quá. Em cũng nghĩ là thôi cũng đi học xa như mình mà hành hạ như thế này chắc là viên nàng túi hoài thôi. Bởi bà nghĩ tới lúc đó là con ta mạc rồi. Có nghĩa là sau khi em cảm thấy là hối hận cái điều đó rồi, thì là chắc có lẽ em không hành hạ bằng cách là đi một lần 6 người nữa đúng không? Mà em chỉ đi một mình em thôi thì chuyện gì xảy ra với 5 người kia? Chúng nó không cho em đi, đóng cửa lại rồi nhốt em ở nhà. Trời, xong không cho đi. Bạn em tốt tính hết. Rồi sao nữa? Bạn này có đến cứu nguy gia cho bạn này không? Tới thì bị vác cuốc, vác chổi đuổi. Nên là hắn cũng không có tới được. Xong cuối cùng em mới nói là thôi. Mãi sau mới lên tiếng bạn trai là người yêu đấy, đừng có đụng vào nữa. Ừ. Rồi bao lâu tụi em cưới nhau? 5 năm sau thì bọn em mới cưới nhau. Trời ơi, trong thời gian 5 năm mà em có bị vật cản gọi là 5 cái người kia mà vẫn chịu đựng được trong 5 năm á? Hay là chuyển luôn nhà trọ? Cái chỗ bạn bè đấy thì chuyện nhỏ thôi chị ạ. Mình đã có được cái tim bên này rồi thì mình muốn xúi thế nào cũng được à? Sao em không cưới liền đi để chi tới 5 năm lâu vậy? Dạ, hồi đấy em đang học vậy. Vậy là yêu nhau thấm thiết rồi mới lấy nhau đúng không? Dạ. Vậy là chắc qua là nhiều dông bão rồi. Qua nhiều dông bão thôi, mình đến cái chắc về ở với nhau. Nhau đi. Chị nghĩ là hoàn thiện. Đã hiểu nhau hết rồi, đâu có lòi những cái tật xấu ra đúng không? Có chứ ạ, quen á thì cũng ga lăng lắm, cũng lãng mạn lắm. Đến lúc cưới nhau về á, khi nào có lỗi với em thì mới có hoa, có quà tặng em thôi. Còn á, những ngày lễ, những ngày gì á, không có cái gì hết á. Chỉ có nấu đồ ăn cho em ăn thôi. Rất là thực tế. Cái đó là không có xấu. Thật ra nấu ăn cho em ăn không phải là tốt với em đâu, mà là chê khéo em nó. Tại vì em nấu ăn dở quá nên muốn nấu ăn để dằn mặt em. Như vậy là em phải để cái chữ là hay có cái bệnh dằn mặt. Cái chữ mặt, dằn mặt vợ. Ngày lúc yêu hả, em nói trời nói đất gì cũng ngồi nghe hết. Đến lúc mà lấy về hả, em cáu em nói xách xe bỏ đi mất. Rồi sao nữa, tính xấu gì nữa? Anh mê câu cá lắm chị. Mê câu cá mà câu đến đêm đến hôm không chịu về. Vậy là đi cá gì? Cá người cá. Tôi nào rủ vợ đi câu cùng không? Dạ có, nhưng mà em không đi cùng. Em không thích câu cá. Không thì cơ bản là em biết là không thích đi câu cá nên mới rủ. Để đừng đi đó. Có khi nào mà giận nhau rồi anh này anh bỏ đi về quê luôn không? Về quê cắm câu. Có dạ có. Cái tư tưởng khác nhau. Em thì em muốn lập nghiệp ở Sài Gòn, còn anh thì giống như muốn sống yên bình á. Anh muốn về quê trồng rau nuôi gà vậy thôi. Nói chứ là làm nông nghiệp. Em thích là chồng em là có cái lý tưởng cao vời vợi, nhưng mà anh lại như cầu vậy tiến. Rồi vậy có hai cái lỗi nè, không cầu tiến nè và hay dằn mặt vợ. Rồi tới Thành. Vợ em thì quá hung dữ, những cái lúc mà quát mắng xong rồi là còn cảm ràm lại nhã nguyên nói hoài. Dạ, cứ vấn đề nói hoài, khi là nó yên ắng rồi lại đào lên nói tiếp. Có khi nào mỗi lần như vậy em quát lên một tiếng cho vợ sợ không? Dạ không ạ,
Em thì thường thường em im em nghe. Lúc mà em cảm giác em không nghe được nữa thì em đi ra ngoài. Rồi rồi còn tính xấu gì nữa không? Nấu ăn dở chị ạ. Đó nãy tự khai rồi. Dạ, nấu từ sáng đến trưa cái cháy cái nồi, vứt cái nồi luôn. Phải kiếm thêm tiền. Đâu mà cháy cái nồi luôn. Anh không có hiền đâu chị. Em mà làm lỗi gì, ví dụ cháy cái nồi hay hư cái đồ gì là anh cũng đăng lên Facebook hết hả? Ai cũng biết hết đó. Chẳng có biết giữ sĩ diện cho vợ gì đâu. Quê lắm đúng không? Đúng rồi. Mà có chụp hình em với cái nồi không? Không, chụp cái nồi không à. Mà tát tên em vô. Trời là đó, thủ phạm đó đó. Tát tên em vô, thế là đồng nghiệp em biết hết. Thế là chọc em nói là trời ơi sao mà phá gia thế. Công nhận em đảm đang hết sức luôn nè. Rồi bây giờ Thanh, em muốn cô vợ này thay đổi điều gì? Em muốn vợ em thì sống chậm lại, suy nghĩ một cái vấn đề gì đấy thật là chín chắn vào rồi mới phát biểu, nâng cao tay nghề lên. Sau này nấu ăn thì còn nấu cho nhiều người nữa chứ không phải riêng chồng em. Anh muốn mở cái dịch vụ nấu ăn đó. Dạ. Em chỉ muốn anh lắng nghe em nói nhiều hơn. Bây giờ nói nhiều quá bắt ta lắng nghe sao ta lắng nổi. Lắng nghe để hiểu em. Khi mà em muốn nói á thì hãy lắng nghe, còn khi mà em chán quá em không muốn nói nữa là đến lúc đấy hả, mong em nói cũng không được đâu. Rồi á, ít đi câu cá lại, rồi ít đá banh lại để có thời gian cho em nữa. Ủa em đi. Có em bé chưa? Do em chưa có con nên em mới mong ảnh ở bên cạnh em. Còn em có con rồi thì ảnh đi đâu thì đi. Nghe chưa Thành? Thành Nghi là sợ đó, nhiều khi Thành nó sợ đó. Sợ có con rồi em muốn đi đâu đi á, bởi vì nó chưa muốn có. Không, tại vợ em không nói vấn đề đấy, nếu có thì em làm sớm hơn để mà em đi đâu, em đi thích đi đâu thì em đi. Làm sớm hơn. Bên này chặt, bên này chém qua đấy chưa? Không có vừa đâu. Chị thấy thôi tối nay về làm luôn đi. Rồi. Làm luôn đi đúng không? Đó. Em muốn có trong năm nay luôn không? Dạ, bọn em cũng muốn có sớm. Thôi vậy có sớm thì cố gắng dung hòa đi. Chồng em mà mê câu cá với lại là có cái đầu mà muốn ăn Phật thì thực ra sống với người chồng vậy cũng an toàn đó, chị nói thiệt. Còn em cầu tiến là được rồi. Tức là trong gia đình có người làm hậu phương, có người làm tiên tuyến. Ông câu cá không gì xấu cả. Chuyện nào mà câu người cá thì gì dân nói mới là sợ. Rồi, thôi chúc hai em mau chóng có tin vui. Dạ, em cảm ơn chị. Chào quý vị khán giả và chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thành Nam, nay con 30 tuổi. Công việc hiện tại là một nhiếp ảnh gia và chuẩn đồ ăn. Và trước đây là một đầu bếp, nhưng mà nghỉ bếp khoảng tầm 5 năm nay rồi. Dạ. Tức là con làm đầu bếp nè. Dạ. Rồi xong rồi bây giờ con lại nhiếp ảnh gia mà chuyên chụp về đồ ăn. Dạ. Tức là trước đây là nó tình cờ cái duyên nhá. Là nó rất thích chụp chẹt, nhưng mà trong cái môi trường đầu bếp thì mình không sáng tạo được quá nhiều. Vì là cái chức vụ nó còn thấp quá. Thế con mới quyết tâm là quyết định là nghỉ công việc đầu bếp, nghỉ đầu bếp để ra mở một cái studio riêng chuyên chụp ảnh đồ ăn cho các nhà hàng. Trời ơi, như vậy nè, vừa có kinh nghiệm đầu bếp, bây giờ lại kiêm thêm nhiếp ảnh rồi, thôi coi như là bao nhiêu tạp chí về ẩm thực là coi như không thầu hết rồi đó. Thì đó, làm gì làm cũng dính tới đồ ăn hả? Vâng. Nhưng mà là con tên gì, bao nhiêu tuổi nè, chú nghe không rõ. Con là Nguyễn Thành Nam ạ. Nam. Nguyễn Thành Nam, 30 tuổi ạ. 30 tuổi. Dạ. Ôi, tuổi trẻ tài cao. Là Nam từ từ Hà Nội. Dạ vâng ạ, con từ Hà Nội vào đây ạ. À, tức là con vẫn sống ở Hà Nội, dạ, đúng vâng không? À, vì hôm nay con vô đây con tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Tại vì vợ con hâm mộ cô quá, vợ con bảo là vừa mà con vào đăng ký xong thì vợ con bảo ô cứ tụng thì cười thôi, cười gần 2 tháng nay rồi. Cười gần 2 tháng nay rồi. Đi hoảng quá, hồi bà đi quay à, thử đi quay nhưng hộp quá. Thôi đi. Dạ. Nếu mà quay chương trình khác thì suy nghĩ lại đúng không? Dạ vâng ạ. Chuyện chương trình này là mến mộ của Hồng Vân cho nên là cứ thế mà làm, cứ thế mà vào. Cảm ơn hai bạn đã từ Hà Nội mà bay vào đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son rất là quý. Và bây giờ mời con giới thiệu về mình. Con chào cô Hồng Vân, còn chú Quốc Thuận và chào toàn bộ các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con là Nguyễn Thị Thanh Thảo và năm nay là con 24 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của con thì con đang làm mẫu live stream tự do và con cũng sống và làm việc tại Hà Nội luôn ạ. Con làm mẫu live stream. Mẫu quần áo ạ. Các shop quần áo mời vợ con đến live stream bán hàng. Chắc chắn là có liên quan. Ủa, tức là cái đồ hình như nếu vậy thì là chắc cô đã coi con ở trên mạng rồi. TikTok thì nhiều lắm, TikTok thì nhiều. Nhiều đúng không? Nhiều lắm. Tại vì hồi nãy cái đó nhìn quen quen thì xong rồi mới nói là giống Kali. Đó nhưng mà bây giờ cô nhớ ra rồi là cô đã thấy con rồi. Có ngày nào mà live stream coi như là 10 tiếng đồng hồ không? Có những ngày mà kiểu con làm việc là từ tầm độ 9 giờ sáng và đến tầm 5-6 giờ chiều luôn đấy ạ. Thì đó gần 10 tiếng rồi. Có hôm là con làm hôm nào mà được sale ấy, sale ngày sale ấy là xin phép chồng là làm đến 1-2 giờ sáng là luôn. Nói ra rã luôn đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Hàng sale á, hôm nào mà không? Mà live stream mà bán quần áo là em nói chị nói kinh khủng lắm chị ơi. MC mình là không thể nào mà so được với các cô đấy. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thôi bây giờ chắc đoán đi. Dạ. Có lẽ liên quan đến cái việc gọi là cũng là mẫu ảnh nè, đi chụp hình nè, live stream cho một cái món ăn chẳng hạn, một cái nhà hàng. Và ông này là đến chụp hình và thấy là gặp cô này xinh quá rồi cưa cô ấy, đúng không? Một phần thôi ạ, tại vì một phần là mừng rồi đó con. Con không cần phải tế nhị. Dạ. Con cứ nói sổ tẹt ra chú ơi, sai rồi. Dạ. Không có sai gì cả. Sai ạ. Sai đấy. Sai. Bây giờ chị nói em nghe, em chỉ nên là ông mụ mà thôi.
chứ em đừng có đòi làm ông thầy nữa. Trời ơi, chú Thuận, riêng chú Thuận nha, dạ. Chúc ai là người đó có bầu thiệt luôn. Nhưng mà đoán ra cái gì là sai cho đó. Biết bao nhiêu các cặp vợ chồng son mà dạ. lên đây á, mà giống như là họ bị hiếm muộn luôn đó các dạ. Mà chú Thuận chúc là coi như là về là có bầu lá lùng vậy đó, mới đi công du một chuyến đó, bỏ cô 4 số á. Không, vừa có thấy thôi. Đúng không? Bỏ cô 4 số là đi công du đó con. Đi chúc. Là đi đến tận nơi nhà người ta chúc luôn, ta hiếm muộn quá. Trời tới tận nơi luôn. Cái phần này nó giữ nguyên là thiệt. Thiệt. Thì thiệt mà. Rồi. Dạ. Ok. Rồi xong chút nữa ai đứa cần thì chú chúc nha. Dạ, dạ vâng. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà khiến cho hai đứa gặp nhau? Rồi mến nhau, dạ. lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Đó. Về vợ con, để biết về vợ con ấy, thì con ở trên Facebook ấy, thì ngày xưa con làm cái công việc đầu bếp với công việc chụp ảnh đồ ăn ấy, thì là cái mà con rất ăn cái này là nhiều. Và trên story của con là đăng cũng khá nhiều. Để ý là cô này suốt ngày xem, mà cô ấy xem mà mình rõ ràng mình có like các bài viết cô ấy rồi mà cô ấy không comment lại. Mà cô ấy cũng có bơ luôn. Con hỏi lạ thật. Mà trong gian đấy thì con có một số mối quan hệ khác. Thì con cũng tiến tới, thì cô ấy là con đang đang kiểu tìm hiểu. Thì con bảo, ô hay nhỉ. Thì vào trong Facebook, tìm hiểu. Cô biết là con có thể like các bài viết khoảng tầm 4 lần. Cứ like đi, bỏ like, cứ like đi, bỏ like. Vợ con không bảo gì luôn. Vợ con mặc kệ, con không quan tâm gì. Không thèm để ý tới con luôn á. Không thèm để ý luôn. Tại vì cố để ý người khác. Thì con vào thì là đấy là vợ con này là sinh viên báo chí. Thì lúc đấy là đi thực tập, thì mặc một cái bộ quần áo rất là xinh. Xong rồi gương mặt rất là dịu dàng, hiền hậu. Con bảo, xinh quá. Ngọc nữ đó, vâng. Vợ con là thuộc tiếp là người ta gọi là ngọc nữ. Và con đặc biệt con rất thích kiểu nhẹ nhàng ấy. Thì đấy con xem con có comment vào, nhưng mà vợ con cũng kệ luôn. Thế con bảo, ủa lạ, từ trước giờ mình chưa bao giờ bị comment ai mà không ai comment lại. Thế bắt đầu con mới kệ. Thế để khoảng tầm 1-2 tháng sau, thì tình cờ là một hôm trời mưa, thế là vợ con đăng lên story là hỏng bị hỏng xe. Thì con đúng là con vào cái story con comment là, eo ơi thương nhỉ. Thế tự nhiên vợ con nhắn tin lại luôn. Thế là con bảo, ôi chết rồi, phải là dính bẫy rồi. Con cứ nói chuyện bắt chuyện. Mà cô ấy trả lời là sao? Cô ấy có trả lời là vâng anh ạ, thế thôi. Vâng anh ạ. Vậy mà con có thể suy đoán là không ấy dính rồi. Nhưng mà không, vì là con thế là khi mà comment lại con có một cái gì là kiểu là thằng giáo cách cảm là con cảm giác là thả rồi đó, như là thả là dính rồi đó, đúng không? Thì con đấy là 2 tháng trời, từ tháng 5 đến tháng 8. Đấy, từ tháng 5 tháng 5 tháng 8 không trả lời gì hết, không trả lời gì luôn. Mà con từ đấy cho con comment ai cũng tạo trả lời à? Đâu bây giờ hỏi vợ con này lý do tại sao cái hôm đó con lại trả lời cái comment của anh này. Vâng, cũng đó cũng là kiểu như là không biết là tự nhiên là cái cảm xúc của mình đang hỏng xe, đang rất là dắt xe trời mưa. Cần sự chia sẻ. Đúng rồi ạ. Đấy, thế là tự dưng thấy là anh này Z story bảo là ui em hỏng xe thương thế. Mình cũng cảm giác là chắc là kiểu cũng theo dõi và cũng có cái sự đồng cảm với mình, thế là con cũng trả lời. Xong thì cũng là từ đấy hôm đấy xong là cũng bắt chuyện. Vâng, thế là cũng trò chuyện với nhau và cái gọi là cái cảm xúc đầu tiên mà khi con gặp anh này, từ khi mà bọn con nói chuyện với nhau thì khoảng tầm 2 tháng sau bọn con mới gặp mặt. Nhưng mà cái là cô này là đầu tiên là con nói chuyện được khoảng tầm 3 ngày thì thấy là hơi khó gặp, tức là hẹn nào không gặp. Thế con sang nhà bạn thân con giới thiệu bạn thân con luôn. Con giới thiệu bạn thân. Cho bạn thân bảo đâu xem nào. Đấy. Tán nói chuyện. Tức là con dám giới thiệu bạn thân con là đây là người yêu tớ không, đấy, đúng không? Không, đây là có cô bé xinh lắm. Anh nói chuyện là không được, chúng nói chuyện đi. Nghĩa là giới thiệu cho bạn mình gặp. Ý là bắn cái đó, tức là bắn cái cho bạn thân luôn. Vâng, đó. Sao cũng ghen vậy? Tại vì lúc đấy là nói chuyện cô ấy khó mà xong cô ấy. Sao bảo, ôi mệt thế rồi. Thế con chuyển cho bạn thân con. Nghe là ông ấy bảo, để anh xem nhà anh nói chuyện. Nói chuyện được tầm 3 hôm, hỏi, thế có tiền tới gì không? Có được không? Ui chán lắm. Chảnh lắm. Thế là bắt đầu là con lại quay lại, còn lại nói chuyện tiếp. Thế con kể hết là nhà em ở đâu, nhà em có gần nhà anh không. Rồi, tại vì vợ nhà con có chục cây rồi. Thì ở chỗ huyện vợ con thì con quá là thân thuộc vì rất quen rất nhiều người. Thì con điều tra cô này con nhà ai này, rồi là nhà anh mấy chị em này, rồi là thích gì học đâu này, đang trọ ở đâu này, con thì điều hết. Thế con bảo quyết tâm là phải giao phải hạ của cô này, thế tới hạ được luôn. Thế đã. Mà vợ con là con trưởng hay là con út? Con út ạ. Con út. Thế nhà con vợ nhà con là có 3 anh chị em ạ, vợ con là con út ạ, cho nên là kiểu bố mẹ cũng khá là chiều ấy ạ. Dạ vâng. Thì cái cảm xúc đầu tiên khi gặp anh này thì cậu ở trên mạng xã hội thì hình ảnh rất là chỉn chu, giày tóc rồi quần áo vuốt các thứ, nhưng mà khi mà cái hôm mà con quyết định gặp ở ngoài, chân thì đi dép tổ ong, mà quần đùi áo cộc, và bảo là ôi trời ơi, nó khác, kiểu khác ở trên mạng quá. Mà kiểu mình cũng là hơi bất ngờ, nhưng mà sau khi mà kiểu mình nói chuyện ở bên ngoài, mình cảm giác là người này nó cũng kiểu như là thật thà, dễ kiểu nói chuyện ấy, chứ không phải là xa cách gì cả. Chú thắc mắc nha, dạ. Tại sao hẹn hò tới 3 tháng mới gặp nhau, đúng không? Dạ. Mà sao con lại không chuẩn bị gì, đúng không? Chuẩn bị cho mình một cái avatar, hiểu không? Là ngày đấy là con có mở một cái bếp online. Thì mở một chỗ anh em,
thì đợt tán cô này là ngày nào con nấu ăn. Thì con bảo là con gặp thì con không ship mà con úp ship gửi sang. Có hôm con nấu mì Ý này, hôm con nấu cơm gà này, hôm con nấu nhiều món lắm. Thì cô này cứ đang làm chỗ nào là con tìm bằng được con ship đến. Ship đến thì tình cờ đấy thì hôm đấy là bán hàng nó rất là sôi nổi, thì bắt đầu là con đi hẹn gặp. Ôi sao gặp gấp thế. Thì gặp thì ôi, con không chuẩn bị luôn. Con bảo thôi, bây giờ đến mà em ấy nhìn vào mình như này mà em thích thì được đấy. Thì con coi như một cái thử thách luôn. Thì con đi lên luôn. Thì vợ con cứ nhìn con nhìn này, cứ nhìn con vợ con cứ nhìn. Con bảo em sao đấy. Thế là ngồi hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau. Bắt đầu từ đấy bắt đầu nói chuyện với nhau là nhìn mắc cười không con? Vâng ạ. Nhưng mà hôm vợ con thì làm ăn mặc như thế nào? Con mặc xinh lắm ạ. Cứ đúng như là trong avatar của con. Vâng, vợ con ngoài đời nhau, trong avatar ngoài đời nhau thì luôn. Dạ. Nhưng mà chắc lại là con bị ảnh thu hút bởi vì cái sự chân chất của ảnh. Đúng rồi đấy ạ. Wow. Chưa chắc gì mà mặc một cái bộ khơm lê là gặp rồi. Con mà con lại có được cảm tình. Có cái rung động như thế ạ. Tại vì kiểu như là mình cũng thấy là bà là đây anh này là dám kiểu như là thể hiện cái bản thân đúng như của mình như thế. Và để kiểu thì mình cũng thấy là một người cũng khá là đáng tin ạ. Ngày hôm đó có cái gì nó ấn tượng ngoài cái gọi là cái giao diện quá là ấn tượng như thế rồi thì cái cách nói chuyện ở bên ngoài nó cũng khá là kiểu như là chồng con và với con thì là cách nhau tầm 5 tuổi. Thì kiểu nhiều khi mà trước thì con cũng có nói chuyện với những cái người mà nhiều tuổi hơn của mình thì nó hơi bị gọi là cứng nhắc và hơi bị gọi là lớn tuổi cơ. Vì cái này cái suy nghĩ ấy, thì anh này thì nói chuyện rất là kiểu hợp ngu ấy ạ. Thì cho nên gần là á. Dạ vâng. Thế rồi sau lần đó là hai đứa chính thức yêu nhau. Thôi đúng không? Chưa hẹn hò. Ôi, coi như là hẹn hò đúng không? Hẹn hò ra nào. Thế đối với anh này á thì con thấy có cái điểm lạ nào á mà khác với những cái người khác khi mà hẹn hò không? Rất là nhiều. Ngày tiếp theo là cái ngày hẹn hò. Dạ vâng. Ngày đó nó có gì lạ giống như cái ngày đầu mình gặp không? Gọi là về cái giao diện các thứ thì là nó vẫn như thế ạ. Vẫn vậy luôn. Tại ngày nào nó cũng bán hàng online đúng rồi. Bếp online. Công việc. Với lại đó anh suy nghĩ nha, tại vì do cái lần đầu em gặp cổ mà thấy cổ ưng. Dạ. Cổ ưng cái giao diện này. Tại vì cho nên lần sau mình tiếp tục. Cái sống của con ở nhà thì nó rất đơn giản, sống đơn giản lắm ạ. Tức là ra ngoài cà phê cà pháo thì con cũng ăn được bình thường thôi. Không quá là chăm chút quá, vì đôi khi chăm chút quá nó là mình không phải thoải mái. Đó thì hôm đấy thì cô ấy nghĩ là ô cô thoải mái rồi thì con cũng ok thế. Rồi cái lần hai sao nào? Vâng, thế là cái gọi là hôm mà sau cái khoảng gặp đầu tiên thì cũng về nói chuyện rồi các thứ rồi thì hẹn hò đến ngày chính thức đầu tiên, đi hẹn hò, đi ăn uống ở nhà hàng các thứ rồi xong thì đang đi trên đường cô ạ, thế là em ơi anh đau bụng quá cho anh đi vệ sinh một cái, thế là cứ thế là tấp vào chỗ cửa hàng tiện lợi là đi vệ sinh, và từ đấy lúc nào mà đi ăn uống hay đi hẹn hò thì con cũng đi tìm nhà vệ sinh. Vậy hả? Cái điều nó quá là đặc biệt. Con cái đó cái đó là con có cảm thấy khó chịu không, hay là con cảm thấy là nó lạ lùng đặc biệt? Lúc đầu con được nghiện. Đúng rồi, lúc đầu bảo là quái ông này lạ lùng, chưa gặp ai như thế à, đi hẹn hò với con gái người ta mà cứ đi tìm nhà vệ sinh thôi. Mình cũng hơi có một cái lấn cấn trong lòng gì đấy, nhưng mà sau đấy thì gọi là tiếp xúc nhiều và cũng kiểu chia sẻ là bụng anh thật sự là cũng hơi kém. Tại vì anh đi chụp ảnh đồ ăn các thứ ăn uống nó cũng nhiều và kiểu nó cũng không được điều độ, cho nên là cũng có một chút gọi là vấn đề về đường bụng ấy, ruột ấy ạ. Thế cho nên là em thông cảm giúp em. Đấy ạ. Như vậy là người đàn ông á chị, khi mà ta gặp đối phương á thì tim đập mạnh. Còn riêng bạn này gặp người đẹp là coi như là cái đường đại tràng. Đại tràng mạnh đó chị. Đúng không? Thì trước đấy con cũng hiểu đấy ạ. Tại vì trước đấy con hẹn hò mấy lần trước thì với các cô gái khác thì con chưa bao giờ làm đi vệ sinh luôn. Thì mới bảo thế là hôm đấy con bắt buộc cũng phải làm điều đấy rồi. Thì con cũng nghĩ bây giờ nhiều lần con nghĩ là ô thôi lạ thế mà đành liều vậy, thế là thôi từ đấy là con cứ biết thừa là con là dạo nhiều hay là cứ ăn uống cái gì mà khác một cái hoặc là như nào đây là con sẽ hơi đau bụng. Dạ. Mà chỉ riêng với vợ con là con mới có cái biểu đúng ạ. Chỉ đi vợ con là có cái biểu hiện thôi, còn như bình thường như đi công tác hay đi anh em bạn bè thì sốt xuất ít lắm. Có nhiều khi có thể là do hồi hộp cái dẫn đến cái đường ruột của mình nó bị hoặc là bạn này là chắc là khi mà gặp thì hai đứa đều là đi ăn á, đi ăn rồi đi uống cà phê này kia nọ đó. Hai bộ con rất là nhạy, đồ ăn ở chỗ nào mà kiểu hơi không được sạch cho lắm là con đau bụng luôn. Nhưng mà sau đó là mình quen quá rồi mình thấy đáng yêu đúng không? Đúng rồi ạ. Ngày nào mà ông chở mình mà ông không dừng lại đi toilet là có điều lạ đấy ạ. Như là ăn xong rồi đi qua cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị cho nó sạch là anh ơi thì có ấy không, thì em rồi. Chờ con bảo là đấy xung quanh gọi là cả cái đất Hà Nội là chỗ nào cũng có cái dấu của anh rồi đấy. Thật thế ạ, quay hết được cái phố vừa nơi nào đều nơi nào quả. Anh cũng đều có thả bơm đó. Đúng đánh dấu, tức là đánh dấu là hả? Rồi có nghĩa là bao lâu thì mới chính thức là quen nhau? Hai tháng 15 ngày ạ. Thế vợ con mất cho con lúc con tỏ tình là vợ con cho con mất khoảng tầm 7 ngày để suy nghĩ. Thế vợ con đầu tiên trong đời con gặp một người phụ nữ cho con 7 ngày suy nghĩ luôn. Vì cho con nói chuyện là em có yêu không? Yêu là yêu luôn. Đây thì thôi thì anh cho em phải suy nghĩ đó. Cứ suy nghĩ 7 ngày. Xong con đến ngày thứ 6 thứ 7 con hồi hộp con bảo: "Em suy nghĩ kia."
em vẫn đang suy nghĩ anh ạ. Thế là ngày thứ bảy thì trả lời. Thứ bảy thì bắt đầu là đi ăn, hai đứa rồi đi ăn xong rồi đi xem phim. Xem phim thì vợ con bảo là thôi em mời anh xem phim, thì con cũng đi lên thì hôm nay trời mưa, Hà Nội mưa thì cũng là mình có cái để mình thể hiện luôn. À, trời mưa thì con đi thì con che áo lấy áo che mưa cho vợ con. Xong đi lên cầu thang thì cũng kiểu rất là kiểu tinh tế cá lăng đấy, các cầm tay xong dắt đi xong rồi. Nhưng vợ con bảo cho cầm tay là ok đấy. Thì vào lên phòng xem phim thì vào phòng xong thì con được khoảng tầm 15 phút thì con bắt đầu con cầm tay luôn. Con bảo chết rồi. Thế là cái trong đầu mình cứ cố gắng thôi, dính rồi. Thế nhưng mà xong vợ con rất là kiểu cho người khác chờ đợi ạ. Xem xong ra xuống quán cà phê ngồi cho con chờ khoảng tầm 4 tiếng nữa. Ngồi vợ con ngồi này cứ này. Xong con cứ em ý em sao? Xem vợ con cứ ngồi này. Xong rồi con bảo xong là vợ con lại nhớ trời mưa. Con bảo sao nhỉ? Mà không nói cái gì cả. Không nói gì ạ. Mà chỉ có cái câu là sao em? Sao em? Vâng. Sao con gọi là con nói mà tình cảm thiết tha gần 4 tiếng nói ra xa xả. Có một mình con nói vâng, như một thằng điên. Vâng, đúng. Mà xung quanh người ta cứ nhìn con mà không phải nói nhiều thế. mà không có sự đáp lại á. Vâng, và con bảo anh cho em suy nghĩ. Xong cứ suy nghĩ xong lại nhớ trời mưa xong cầm này, cầm tay, đuôi bấm tay này. Con cảm giác con kiểu vừa lo vậy. Vỡ tim mấy con nhỉ. Rồi cuối cùng sao? Chú cũng đang ngồi hả? Cuối cùng thì bắt đầu là đúng con nhớ là lúc là 6 giờ. Bắt đầu 6 giờ tối bắt đầu con mà. Vâng, đúng giờ đó. Em đồng ý. Thế con bảo thế con bảo bảo điện thoại đây. Anh làm gì đây? Cho anh mượn điện thoại. Con lên Facebook của vợ con là chỉ để chế độ hẹn hò luôn. Chốt luôn. Thế là tường đấy làm đấy con phải hơn 1.000 người vào comment luôn. Bảo thôi xong. Nghe còn cái chuyện cũng hồi. Không được, con cũng hồi hộp đấy ạ. Tại vì chú nghĩ là không, cho em thêm 7 ngày nữa đi. Trời ơi, cưng quá vậy ta, con sao mà con phải nghĩ ngợi lâu thế. Đúng còn rồi. Con thì so với chồng con hay là cũng mặc dù là cái công việc của con thì giao tiếp cũng khá là nhiều nhưng mà con thì cũng tự cảm thấy là mình cũng sống hơi nội tâm một chút xíu như là nghiêm túc. Vâng đúng rồi, với cả trước mối những cái mối quan hệ thì con thường suy nghĩ rất là nghiêm túc và mình cũng không muốn gọi là có quá nhiều cái sự chú ý, mình không quá muốn quá phô trương các thứ ấy. Thì mình cũng khi mà anh này cũng ngỏ lời như thế mình về mình cũng suy nghĩ rất là lâu về hỏi kiến cả anh chị anh rể và chị gái nữa có nên là kiểu có nên tiến tới với mối quan hệ này không hay là kiểu mình chỉ gọi là mình bông đùa các thứ thôi. Thì sau khi thời gian suy nghĩ lâu như thế các thứ thì con cũng xác định cũng bảo là quyết định yêu anh này tại vì nói chung là mình cũng thích rồi đúng rồi cũng hơi thích rồi ạ. Đấy, thích thì giao cho nắm tay rồi, đúng, rồi. Đúng không mà gần 2 tháng trời con nấu cho ăn mà cô ngày nào thế cứ đi ăn đi buổi trưa là con nấu đồ ăn con ship đến trời mưa thì con cũng bảo thôi anh phải đi anh ship đồ ăn tới khát nước thì con cũng làm nước chanh nước hoa quả được ép cho mang tới chú đáo. Nhưng mà bạn này nấu đồ ăn ngon không? Dạ vâng có ạ. Ngon à? Đúng rồi ạ. Cho nên là ở nhà là hầu như là toàn cháu con nấu cơm thôi. Bây giờ là vẫn vậy luôn thế mà không mở nhà hàng phí nhờ. Ôi ơi thế rồi trong quá trình hai đứa yêu nhau á thì là có chuyện gì vui không? Nhiều chuyện vui lắm ạ. Cô này rất là hợp tính con và được cái là cô vợ con là khi mà hai đứa lại đến nhau ấy trước khi yêu nhau ấy thì nó cái cách giao tiếp cái cách nói chuyện với cách cuộc sống hàng ngày nó cứ nó có niềm vui thôi ít khi mà cãi nhau ít khi cãi vã ít khi kiểu căng thẳng lắm mà nhất là những cái chỗ lúc mà con thổ lộ tình cảm hay là những lúc mà con thể hiện tình cảm những ngày đặc biệt ấy thì cô ấy rất là cảm thấy con hai người rất là cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy là vui khi mà có cái ngày như vậy. Như vậy là không có những cái chuyện cãi vã hay là có những cái chuyện xung đột và dẫn đến chia tay đúng không? Chỉ có 2 lần suýt. 2 lần trong mấy năm? Trong vòng 2 năm. Ghi lại là có những cương 5 lần lần đó. Đó là chuyện suýt là cái gì không? Là kiểu như là chỉ gọi là cãi vã đến lúc kiểu căng thẳng xong là hai người sẽ dừng lại và không ai kiểu để nói ra cái lời chia tay cả. Nói chung là trong quá trình yêu nhau là chưa bao giờ nói là chia tay nhau cả. Nhưng mà dừng lại là kiểu như im lặng. Im lặng mà cho em để kiểu em đang chưa bình tĩnh cho em thời gian để em suy nghĩ xong mình nói chuyện tiếp. Nhưng mà cái lần im lặng đó là kéo dài bao nhiêu ngày? Con chưa kịp gọi là kéo dài đến ngày thứ mấy thì là anh này bảo anh đang ở dưới kể cả cũng lấy làm con nhớ là tầm độ 1 giờ đêm và anh đang ở dưới cửa. Thì nếu mà như em chưa ngủ thì em có thể xuống dưới nhà thì là huề là đấy là hai chị ơi như vậy là chưa tới 24 tiếng đó chị. Lớn lắm luôn em ạ. Mà một năm giận đến 2 lần một lần mà mỗi một lần dưới 24 tiếng. Nhưng mà đúng là do cho là hai đứa chưa hiểu nhau thôi ạ. Thì lần đầu tiên là do vợ con là tình cờ có xem con nói chuyện comment một số người mà vợ con thích là cái chuyện cũ của con thế là con bảo anh ngày kia thì con mới nói với vợ con là em bình tĩnh để giải thích cái chuyện này là cái chuyện mà nó là quá khứ thôi và anh comment chỉ là bạn bè bình thường chứ anh không có ý kiểu gì cả và những cái anh thể hiện với em thì em thừa hiểu là anh yêu em và anh thương em như nào nếu mà anh không yêu em thương em thì anh không làm như vậy và có thể bây giờ em đang ở trên giúp anh có dịp được anh không quan trọng nhưng quan trọng em phải nếu xác định em yêu anh thì em phải tin anh thế hai đứa nói chuyện nhau vợ con nhớ hôm đấy là con nhớ là vợ con viết cho con một cái bài văn
con nghĩ là in ra phải tầm 2-3 trang giấy. Em không nghĩ rằng là anh như này anh kia, ủi con nói kinh lắm. Thế con nhà con thì ở cách nhà con là 22 cây, con phi xe từ đấy ra luôn buổi tối bằng được xuống để cô ấy phải xuống để mình giải thích mấy chuyện. Thế xong con chốt lại có yêu anh không? Có. Thưa anh không? Có. Thế thôi huề á. Thế cái comment đó đó nó xảy ra ở lúc nào, cái quá khứ đấy đấy con, nó xảy ra cái lúc mà trong 2 tháng rời đưa cơm cho con từng bữa à? Dạ, nó từ ạ. Nó từ hay là từ trước đó nữa? Ừ, trước đó rất là lâu, lâu rồi. Trước đó lâu rồi. Vâng. Thế mà con ghen được thì con lạ thật đấy. Vì con cũng nghĩ là con gái hầu như là ai cũng có cái gọi là cái quan tâm về cái quá khứ của nửa người kia của mình ấy. Thì trong một lần con cũng lướt các thứ thôi thì mình thấy thế là mình cũng gọi là người nó cũng phải gọi là nhảy dựng lên rồ rại lên đấy. Con té cho một bài dài không, con học báo chí nên con viết một bài phải kéo vút mãi không hết mấy lần màn hình nó mới hết cái chỗ đấy luôn ấy. Nhưng mà con cố tập và con cố tập là như này: khi mà biết đối phương có một vấn đề gì đấy không bao giờ nói, cứ im lặng thôi, đợi thời cơ cái vụ nào mà nó cảm thấy nó đủ lớn rồi thì con mới xả ra. Và con nói: anh sao em, anh có lừa dối em cái gì không, anh có dối em cái gì không? Con nghĩ là trong thời gian qua con chẳng giấu giếm gì cả, điện thoại mọi thứ không đâu giếm gì mà lại bảo ừ, sao nhỉ? Bảo không anh chắc chưa? Anh chắc rồi. Anh chắc thật chưa? Chắc rồi. Con nó chẹt ra. Con nói ôi trời ơi, con bảo lắm từ hồi vùm dựng nước bây giờ mà lôi ra. Bằng bài lôi ra bài nói. Bài nói thì thôi, con cứ mà nói xong là cứ khóc cô ạ, khóc là vợ con khóc bình thường không biết một phụ nữ khác nhau nha, vợ con khóc đó. Là từ hôm nay sang hôm sau luôn. Tức là ví dụ 6 giờ tối đấy thì khóc cứ từ di rằng đến sáng cả sáng. Cứ như mưa dầm ấy. Cứ mưa dầm xong rồi xong sau mắt sưng vù lên luôn. Mà chỉ là một cái chuyện vâng 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 xa từ giờ vô những nước. Ở nhà cũng vậy, ở nhà ví dụ chỗ bé này sao anh nói nhiều thôi, cứ thế cứ chế lên, anh không thương em mà khóc đến sau luôn. Thế con lại phải vào bếp nấu ăn xong lại xin lỗi để cô ấy bình tĩnh lại xong rồi nói chuyện thôi. Cô lại xin lỗi người vậy con. Cái đấy là lần một hả con? Dạ vâng. Tức là năm đầu đấy. Dạ vâng. Thế còn năm 2? Năm 2 thì năm 2 từ thời là khai thiên lập địa mà. Đấy. Nhưng những cái chuyện mà cãi nhau thì nó không có cái vấn đề nào nó gọi là quá to tát cả ấy ạ. Vâng, cái lần thứ 2 thì con chỉ thấy là thấy thả tin ảnh người này người kia các thứ ấy ạ. Mình cũng đúng đã bảo là bạn đã bảo là không thích rồi các thứ rồi mà lại còn vẫn làm như thế thì vẫn thả tim thế là ghét. Vâng, thế là ghét luôn. Thế xong là lại cho một chàng nữa là. Nhưng mà cô lại nghĩ là chồng phải ghen với con đấy chứ, chứ con có ghen không? Nhiều khi là con cũng ghen, tại vì nhưng mà một cái là sau khi yêu cô này thì và lấy xong rồi gia đình vợ con thì vợ con được cái là những người đàn ông khác không mà nói chuyện. Nếu như mà sao con biết? Con có bao giờ con thử lòng vợ con chưa? Con có thử lòng rồi. Có thử không? Thử bằng cách nào? Thử làm lần là con làm một cái tài khoản nick một nick khác. Thế là con mới yêu nhau một thời gian rất lâu rồi. Thế mà con mới nhắn tin làm quen bằng cái nick ảo đấy. Con ảo là con nhắn tin là lần 2 tháng trời và con không rep. Con là người thật việc thật, đây là 2 tháng nó còn không rep nữa thì hú là tài khoản ảo. Thế là con có lòng tin rồi. Thế là ok xong rồi. Thế đấy là con lại con khi con thử xong rồi thì con lại không ao trên điện thoại con ra. Thế là vợ con mới anh cho điện thoại một ngày nọ nhìn thấy một ngày nọ điện thoại xong con mới cũng không nghĩ đâu, con nghĩ là người tầm đấy là yêu bỏ đi quả qua tất mọi thứ. Con trai đi thì con đưa cho, thế là nhầm nick vợ con vào, xong rồi vợ con lại lấy cái tài khoản của vợ con kiểm vào kiểm duyệt xem đấy, thì bắt đầu là thôi xong luôn. Con thề hôm đấy là nó như là một cái cơn gọi là chia tay cùng cùng phong vậy ạ. Đấy, cùng phong đúng không? Đấy, ừ. Con thấy, không biết là cái thằng cảm thấy mình bị xúc phạm. Đúng rồi, em bảo kiểu như tại kiểu tại sao mà yêu nhau như thế mà lại không tin tưởng không nhau. Không tin nhau còn đấy. Vậy. Đúng rồi. Mà chẳng đâu có khóc đâu. Ôi khóc lên bờ xuống ruộng đúng không? Là từ hôm nay qua ngày sau đấy. Các bạn là lúc mà con bảo là con đi đây đi đó ấy thì bọn con không đi. Thế bạn bè nó bảo là mày phải thử nó đi, nó xinh như thế, nó kiểu gì có nhiều người theo. Và đặc biệt là cái cách tính cách của nó như vậy là dễ mày bị cắm sừng lắm. Tại vì trước đấy con cũng mấy cái sừng rồi. Nên con bảo thôi làm liều. Ai làm liều thì chết liều thật. Em ơi, thấy. Mà đêm đó chắc buổi tối cũng phi xuống nữa đúng không? Vâng, phi xuống ạ. Vẫn cũng là cái bài cũ. Vẫn bài cũ. Phi cũng xuống. Em không xuống anh không về. Bà em thì trong lại trời mưa. Con hôm nay là con không bóng xe hơi mà con bóng xe máy luôn. Nó mà cứ phi tới bắt phải xuống luôn. Thế là xin lỗi xong rồi khóc. Thế là lại khóc xong rồi xin lỗi thưa ta xong rồi. Mà trước đấy là bà có thể uống trà sữa nữa. Con mua trà sữa về để ở tủ. Sau đó là con chờ nó 1 giờ sáng con bích trà sữa sang. Đấy anh đấy thức đêm dậy anh thức khuya dậy sớm anh đi mua trà sữa cho em này. Đấy thức khuya dậy sớm. Em ơi kinh nhỉ. Bây giờ con mới thấy dễ sợ không? Đúng rồi. Đấy có thủ pháp hết đấy con ạ. Thử vợ. Có thử vợ lần kiểu gì nữa không? Mày thử tình cảm ra còn thử. Có thử là khó khăn không? Có nên hậu chứ. Thử xem cô ấy có nên hậu không? Cái chuyện này chắc không biết đâu. Bà con chưa biết đâu ạ. Thế à? Vâng, bà con chưa biết. Bây giờ này nói luôn đi. Hôm nay nói luôn đi. Tức là trước đây con
đi yêu các người khác ấy, thì con luôn luôn là cố gắng làm sao vun vén được, nhưng mà ngược lại thì mình lại nhận cái nó không tốt. Thì và khi đến cô này thì con thấy là cô đã gặp rất là nhiều và muốn tiến tới và sâu hơn, thì để tìm hiểu sâu hơn thì mình phải hiểu cô ấy đã yêu mình như thế nào, và nếu xác định khi một ngày khó khăn thì cô có đồng lòng mình không. Thì một ngày hôm đấy là rõ ràng là hai hôm trước và con biết là con có khách là chuyển khoản cho con một số tiền rất là lớn. Nhưng mà con lại lý do là con chuyển hết rồi, trả hết công mọi người anh em mọi người hết rồi, và bây giờ hết rồi sạch tiền. Thì lúc đấy vợ con đang đi làm thì con mới nhắn tin là em làm gì đấy, em ăn tối chưa? Thì con bảo em ăn rồi. Thế anh ăn chưa? Thì con lan man tầm tiếng hồ. Thì con bảo anh chưa, anh bây giờ đang suy nghĩ nhiều thứ, anh không ăn, anh không muốn ăn. Thế bọn con mãi sau bọn hỏi tại sao anh ăn. Thật sự anh không muốn nói như này, nhưng mà trong người anh không còn tiền nữa. Đó thì khoảng tầm 5 phút sau cô nhắn lại là anh cho em mượn số tài khoản thế để làm gì em, để sắp tới em chuyển lương thì em nhờ anh cất hộ. Thì con cũng cứ thử thôi. Một lúc sau khoảng tầm chưa đầy một phút sau thì tinh cô ấy tinh cho con 500.000. Thật sự đây con cảm động, con khóc luôn. Thế á? Thì cô nhắn cái tin là con giữ là anh à, em có ít nhưng cũng có nhiều, nhưng mà đối với em thì khi yêu nhau thì em muốn chia sẻ với anh. Thì em cảm động, em gửi cho anh ít, anh ăn tối đi để ăn. Anh ăn xong rồi anh về nhà sớm nghỉ ngơi, còn công việc cứ để sau. Thế là từ đấy là con xác định luôn là không bao giờ phải bỏ vợ đi rồi, trời ơi, thôi con vợ xứ rồi. Em ơi, tiết lộ hộp là cảm động khóc luôn đúng không? Vâng, là lúc đấy con đang ngồi ở chỗ này, con ngồi chỗ Yên Phụ ăn ăn phở. Con vừa ngồi con vừa cười như một thằng điên luôn. Bao nhiêu người xung quanh rồi, bây giờ quán đấy con vẫn ăn, hạnh phúc quá luôn. Vâng, tại vì mà cô nghe cô còn xúc động á. Tại vì là đối với con thì những cái con là người sống theo cảm xúc, nên là và tình cảm rất là đến rất là nhiều. Khi mà được mọi người chia sẻ thì như vậy thì con cảm thấy là cảm thấy hạnh phúc nữa. Vì từ xưa là chưa có ai cho con 500.000 hay là một cái, tức là người phụ nữ ấy, chia sẻ mình như vậy được. Thì đúng cô này chia sẻ thì con cảm thấy chủ động luôn. Thế mẹ có cho không? Mẹ cho thì mẹ cho, nhưng mà tình cảm lại theo kiểu gia đình mẹ con nó không tình cảm. Thì phải nói là con chưa được một đứa người yêu nào cho con 500, đúng chứ lại chưa vào người phụ nữ nào nhở, người con gái nào đó. Mẹ xem xong mẹ lại buồn nhở. Thế là cảm động quá đấy, cảm động lúc đấy, giây phút đấy á. Thôi là cầm tay cái đi. Bây giờ mới biết đúng không? Dạ vâng. Đấy, con cũng thấy anh nhắn một cái tin thì mình cũng suy nghĩ rất là đơn giản thôi. Thì mình cũng nghĩ là kiểu như là trong cái giai đoạn ai cũng có cái sự khó khăn của riêng mình. Thì anh ấy cũng san sẻ với mình rất là nhiều. Thì mình cũng lúc đấy con cũng chỉ là sinh viên đi làm thêm thôi, lương có 12.000 một giờ thôi. Đấy, thì mình cũng có gọi là một chút ít thì mình cũng gọi là san sẻ với anh này. Mình cũng không nghĩ là anh ấy thử lòng đúng không? Thử lòng mình như thế đâu. Mà chả lẽ là bây giờ người mình yêu mà tự nhiên bắt nhịn cơm chiều đến tối đến sáng mai luôn thì sót đúng không? Rõ ràng là hai cái thử, nhưng mà nó là hai cái hoàn cảnh nó khác nhau. Dạ là, và chính vì cái thử thứ hai mình mới có một cái sự quyết định rằng đây chính là người vợ của mình rồi. Rồi bây giờ em có giờ em chơi cái chiêu đó với anh Liên không? Không. Không à? Không. Thế những lúc em hết tiền thật thì em xin ai? Em xin mẹ em. Chết rỡ, mẹ lại không biết chuyển tiền thì chẳng lẽ lại về lại núi sập để mà bảo mẹ ơi cho cô con tiền. Vậy thì bây giờ là hai đứa là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hai con lấy nhau được tầm 6 tháng. 6 tháng. Dạ, son quá son luôn. Là thế con là yêu, yêu được mấy năm con? Con yêu nhau 2 năm ạ. 2 năm là hai lần là suýt dạ, vâng. Này đấy đúng không? Vâng, đúng con năm nay là 27. Con 24. 24. Bạn này 30. Dạ, vâng. Đúng quá rồi, trẻ. Con 30. Và bây giờ trong 6 tháng về ở với nhau. Dạ. Là vợ chồng với nhau. Vậy cái tật xấu nó có lòi ra không ạ? Nó có nhô ra không ạ? Anh này có tật xấu gì này? Rất nhiều tật xấu ạ. Nhiều luôn à? Vâng. Nhiều quá, cô lại nghĩ là không có ấy. Em ơi khiếp từ lúc yêu nhở. Dạ. Em ơi mình lo cho nó như thế. Thấy mà nó lo. Vẫn bảo mình có tật xấu, con lại đau lo thế chứ đi. Cô biết là nhiều hôm mà đi kể cả ăn uống mọi thứ con lo hết mà. Con cứ thấy là buồn buồn hay là thì con lại phi xe từ nhà mua nước trà sữa đến tận nơi luôn, trời nắng chang phải 2 năm trời. Mà vẫn được cho là con tật xấu. Thế lấy nhau được 6 tháng. Dạ vâng. Dạ. Thế nó còn nấu cho con ăn không? nhưng mà con nấu cho nó. Nhưng mà ít hơn rồi cô ạ. Đấy, nhưng mà nếu mà con mà nấu thì là anh sẽ thành giỏi bác. Nói chung là thôi bây giờ khui đi nào. Dạ vâng. Rồi, bao nhiêu tật xấu cứ nói hết ra. Anh này thì có một cái tật xấu là ngủ ngáy rất là to cô chú. Cái đó không phải tật xấu đâu. Cái đó là người ta không có cái đó có là tật thôi, nhiều đó là tật thôi chứ không xấu con ạ. Nhiều khi là kiểu cũng cứ chào vờ đấy, con kiểu đang nằm kiểu đang rất là khó ngủ là cứ cố tình là khò không, cái đó là tật xấu đó đấy, cái đó là tật xấu là cứ cố mình không ngủ được là không cho người khác ngủ ấy ạ. Vậy là tật xấu là hay trêu vợ đúng không? Ở trong ở trong miền Nam là cái tiếng gọi là lầy đó. Con hay trêu vợ con lắm, vợ con đi làm về con chào vợ con ngủ xong rồi con cố gắng không cười, nhưng mà
và con chỉ sờ con và con cười luôn luôn. Với cả chơi game thì kiểu như là anh này thì tính cũng khá là trẻ con ấy ạ, kiểu như là trong trong công việc, trong cuộc sống thì rất là kiểu điềm tĩnh rồi thì nghiêm túc các thứ, nhưng mà ví dụ sau đấy, sau cái thời gian mà mình mê game, đúng rồi, chơi game rất nhiều, mà mỗi lần chơi game vậy là con khó chịu, hét rất to, đúng rồi, hét rất to, vâng, à chơi game tự hét rồi lên đó đúng không, đúng rồi, nhưng mà là con có hét, con có hét ổng không, kêu ổng dẹp máy không, con cũng chơi nhưng mà con cũng chơi cùng, nhưng mà gọi là con chơi ít hơn, hai vợ chồng nó cùng chơi một game ấy, là game gì mà cứ nói nhau ấy. Dạ, này 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 cái gì đó chịu trả với game gì nữa, cái gì nó bắn nhiều mấy giờ đó, vâng. Rồi còn trẻ quá mà 24 tuổi mà, dạ vâng, đấy hợp rồi, con cũng thấy là cũng khá là hợp nhau từ gọi là khả năng ăn uống rồi thì cách con thì lại rất là thích chụp ảnh, thì anh này thì lại chụp ảnh đồ ăn, lúc ban đầu gọi là yêu nhau thì chụp ảnh đồ ăn thì nói chung là nó sẽ là chụp vào những cái gọi là kỹ nhất và đẹp nhất của cái món ăn thì chụp sẽ phải rất là sát, thì anh này chụp ảnh cho con, cô ạ, cứ cầm cái điện thoại dí thẳng vào cái mặt như thế này, bảo là chứ tôi chụp như thế này thì làm sao mà up lên được, thế con nói cho suốt, con mắng cho mặt gọi là buồn thiu, chụp một tiếng rồi không được một cái nào, con bắt chụp đi chụp lại chụp bao giờ được thì thôi. Thế ra xong từ đấy đến bây giờ là có kinh nghiệm chụp ảnh hơn rồi đấy, con nghĩ là thích, coi như là không, cứ nhìn cái mặt của mình cứ tưởng là đồ vợ mình mà tưởng đồ ăn, tức là ba cái con vừa kể cô thấy chưa cái nào xấu con ạ, đúng cái xấu quá nhờ, ví dụ như là bừa bộn này đấy nhá, lười này ví dụ đấy, hoặc là sao ta, vô tâm vô tư, vô ý với vợ này ví dụ thế. Anh này thì lại có một cái điều là rất thích tạo cái sự bất ngờ ấy ạ, rất thích tạo sự bất ngờ dành cho người khác, mà đặc biệt là con luôn, kể từ cái lúc mà yêu nhau hay là các thứ, nhiều khi là thật ra là bản thân con là biết cái sự bất ngờ đấy rồi, tại vì mình nhiều, giả bộ, đúng rồi, phải giả vờ là mình chưa biết để này gọi là cho cái anh này gọi là không không phụ lòng, đúng rồi đấy ạ, để cho anh ấy vui, thương thế. Ủa nó nghe này, bộ lúc yêu á là hay giả vờ tạo sự bất ngờ lắm phải không? Đúng rồi ạ, kiểu nhiều khi là có những cái app mà hay mà ví dụ kiểu như là biết vị trí của người này người kia ở đâu rồi, vẫn cứ giả vờ là anh đang ở chỗ này này, anh đang ở nhà này các thứ, mà con biết thừa là đang ở dưới nhà rồi đấy, thì xong con cũng vẫn chả phải giả vờ là không biết này thì kia này, các thứ ấy. Đố em anh đang ở đâu, đúng rồi đấy ạ. Cái đó là đáng yêu con, dạ ơi vừa. Bây giờ những cái gì con kể vừa rồi là đáng yêu hết á, chỉ có một bây giờ con phải kể nè, bây giờ anh ấy có bừa bộn hay không, có bắt con dọn dẹp nhà cửa hay không, có bừa không, có còn vô like hình dạo nữa không, cái do cái tính chất công việc của anh ấy là chụp ảnh thì cũng có rất là nhiều những cái phụ kiện các thứ ấy, thì đi làm về thì cũng thật sự là cũng bừa bộn đấy, bừa bộn đấy, vứt đồ là tràng lan đấy, thì con bảo là anh dọn đi các thứ, anh mệt lắm thì đấy, em cứ để sau anh dọn sau, nhưng mà không bao giờ thấy cái sau anh dọn sau là đấy ngày hôm nào luôn, con lại đi dọn hộ, con phải dốn một tí, còn có hay quên trước quên sau hay không, đúng rồi, có lại cứ hứa là tí anh dọn, hoặc là tí anh làm cái này, tí anh làm kia, xong không biết là tí để đến bao giờ luôn. Nhưng mà cuối cùng là con dẹp. Dạ vâng, đúng rồi. Đó, cái đó là thật xấu đó. Đấy. Đó, thấy chưa? Đó, còn gì nữa không nào? Có gọi có là lãng mạn không? Không, lãng mạn thì quá rồi. Quá cứ hay giả vờ, giả việc thế là lãng mạn đấy. Đúng rồi. Rồi, còn gì nữa không? Nếu hết rồi thôi. Dạ vâng, chắc là có hay mắng vợ không? Anh này thì dễ gì? Không, anh này thì hay là dẻo miệng lắm cô ạ. Là không mắng vợ đúng không? Là nịnh vợ. Nịnh thế tốt rồi. Siêu chiều luôn ạ. Thôi bây giờ con mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Con thì nói chung là về những cái mà để gọi là cái mối quan hệ của hai vợ chồng gọi là sâu sắc và tình cảm hơn, thì con nghĩ là anh ấy cũng có nhiều cái đã làm tốt được cái điều đấy rồi, thì trong gọi là trong tương lai nếu mà để gọi là hai vợ chồng gọi là gắn kết hơn thì em cũng chỉ mong anh là chơi game ít hơn đấy, quan tâm đến gọi là em nhiều hơn, và kiểu trong cái công việc nhà thì cũng sẽ phụ em nhiều hơn một chút. Nhiều hơn nữa dạ. Vậy cái nghĩa là mong muốn cái nhiều hơn. Vâng, đã có rồi nhưng mà hơn tí nữa tốt hơn con ạ. Đắc khéo đấy cô ạ. Đắc khéo đấy, khéo đấy. Dạ. Rồi bây giờ tới con đấy. Vợ con thì tật xấu ấy, thì không có tật là khi mà bắt đầu mà xung đột cãi nhau ấy, thì vợ con chưa biết đúng hay sai cả, là bao giờ một cái mức ví dụ ngồi trên xe ô tô thì ngước mắt ra nhìn là góc 60 độ như thế này, cứ nhìn ra ngoài đường này thôi và khóc. Và ở nhà thì một chuyện bé tí này thôi là cũng quay nhìn vào góc nào đấy khóc. Cô tin con, bởi vì cô đã hình dung ra 4 tiếng đồng hồ, tức là 7 ngày 4 tiếng là 4 tiếng nó chỉ có bấm điện thoại xong rồi nó suy tư để nó trả lời là em đồng ý ấy. Thế là cứ khóc như vậy là con không biết phải làm sao cả. Và cái đấy đồng đấy là con không thích như vậy. Thì là trước đấy là con bảo là khi mà đến với nhau ấy thì anh mong muốn là hai đứa dù có chuyện gì thì ngồi với nhau đều có giải quyết hết, bé hay to đều có giải quyết, quan trọng là mình giải quyết như nào thôi. Nhưng mà gật thôi, cứ gật đầu thôi, nhưng mà lúc làm thì không làm được như thế. Không nói, có nghĩa là lúc mà giận con á là sẽ không bao giờ nói ra là tại sao giận, mà con phải đón ý đúng không? Dạ vâng. Đó. Và rất hay có bẩn đó, cứ vô gì mà không vừa lòng là mắt sẽ kiểu ngực lên lườm con một cái. Thế con à,
bình tĩnh nha, em lại bắt đầu rồi nhá, em lại bắt đầu rồi nhá, bình tĩnh nhá, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Là dặn liền đó. Dặn luôn, dặn luôn. Bọn hay thế lắm, bây giờ là kiểu quen rồi cô, không bảo là kiểu gì cũng quen luôn, không nhắc là lại quay lại. Là còn rất sợ rồi. Vậy thì cái đó có hay gọi là tật xấu không ta? Cái có giận, bây giờ vợ con có hay giận cái chém thớt không? Thỉnh thoảng nghĩa là mang cái câu chuyện ở ngoài đem về nhà. Là giận ai không? Hổ lên đầu chồng. Cái đấy thì vợ con có. Vợ con là giận là vợ ai ấy, là vợ con sẽ về nhà và im, cứ ngồi làm gì làm cũng bình thường. Xong bắt đầu là đến khi mà không chịu được, anh ơi, em tức kể quá. Em nói đi. Con cứ bảo em nói thôi. Nói vừa xong thì bảo, anh nghĩ là thôi, bỏ qua đi. Con gạt luôn để cho vợ con bình tĩnh lại xong học đi. Lúc đấy vợ con như vậy thì con lại dẫn vợ con đi ra ngoài chơi. Hoặc là đi trà sữa gì đấy. Như vậy có nghĩa là giận cá chém cá em ạ. Chứ còn không giận cá không chém thớt. Tức là giận nó là sẽ ngồi và nghiêng 60 độ á. Đúng nhìn lên còn... và chảy nước mắt. Có khi khóc từ 6 giờ sáng hôm chiều hôm nay đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nó không hiểu sao, con không hiểu sao. Con luôn luôn đặt câu hỏi là anh không thắc mắc, anh em phải giải thích cho anh là tại sao như thế, anh không hiểu luôn. Cứ con tại... không đoán ý được luôn. Và không thể biết con được. Con không đoán được làm là sao? Tại sao vợ con giận luôn. Vâng. Làm sao mà đoán được thế thì chứ? Không, thế thì vẫn chưa có gọi là săn ship với con. Thật vợ chồng á mà nếu mà tinh ý á hoặc là tinh ý á con biết không? Dạ. Là con sẽ biết ngay tại sao vợ con giận. Nhưng mà cái quyền tài đấy nó rất là nhỏ cô ạ. Nó nhỏ lắm. Ừ. Là... có những người chồng á con biết không, chỉ cần nhìn cái cách thể hiện của vợ hoặc là một cái tiếng thở dài của vợ thôi là cái người đó biết là vợ con đang giận và biết lý do tại sao giận luôn. Ghê lắm, cái đấy gọi là phách vị đấy, đọc vị được luôn đấy. Đấy là vợ con là bây giờ muốn cái level của con nó phải cỡ đó lên. Đây bây giờ con đang làm kéo theo đấy ạ. Ngày nào phải đoán. Rồi còn gì nữa nè. Còn mọi thật xấu thì vợ con thì để con xem nào. Thật xấu thì thôi không có nữa là thôi. Bây giờ em không cần hỏi nữa, bây giờ con chỉ cần nói là con mong muốn vợ con thay đổi điều đó. Gì. Đó. Con thì từ trước giờ con từ lúc mà yêu mà lấy xong thì con luôn mong muốn vợ con thay đổi điều là khi xảy ra một chuyện gì đấy mình nên cố gắng làm sao ngồi lại với nhau nói từ bực cái tức cái nào thì đó là cảm xúc của mỗi người nhưng mà mình nên kiềm chế một chút và kiềm chế làm sao để mình không để người khác phải gọi là lo lắng mọi người khác. Tức là những cái chuyện bé nó rất là bé thì mình có thể bình tĩnh thôi nhưng mà con là hay bị quá cảm xúc cứ chuyện bé là nó phải to đùng lên xong anh cứ thế là anh không thương em thôi mà con bảo anh thương ngay rồi mà không biết anh thương như nào nó mới đủ. Hãy cứ thế thôi. Thế là con mong muốn là vợ con là dù sắp tới cuộc sống gia đình có cái gì mà nó gọi là không hiểu nhau thì cố gắng làm sao mà ngồi lại với nhau hoặc là hay là ít lườm con thôi, ít lườm con. Con sợ lắm, mỗi lần vợ con lườm là con biết à, thôi có vấn đề rồi. Là con có vấn đề rồi, là có gì nói thẳng để con giải quyết luôn. Đó là mong muốn thay đổi của con với vợ. Thực ra là vậy nè, cái chuyện nó đơn giản lắm. Con có biết tại sao không? Ví dụ cái người phụ nữ, người con gái á, lúc nào nó phải trải qua đúng một cái con đường như nhau, một cái giai đoạn thì nó sẽ biểu hiện đến một cái cảm xúc như thế, dạ. Cái kiểu như thế là lúc nào cũng có hết trơn á. Tại vì là con gặp vợ con á, khi mà vợ con mới có 24 tuổi, chứ nếu dạ. như vợ con bằng tuổi với con chẳng hạn, dạ. thì con sẽ còn không thấy những cái hiện tượng như vậy nữa. Thành ra là trong thời gian mà gọi là tụi con chưa có con á, dạ. thì con cứ để vợ con sống đúng với lại cái tuổi 24. Và sống đúng với lại cái gọi là tình trạng tâm sinh lý của một cô gái là trong từ 24 cho tới khoảng 26. Đó là vợ con sẽ có những biểu hiện như vậy. Nó là gần như là công thức rồi. Con hiểu không? Thì là tự dưng trong 2 năm nữa, cô nói ví dụ thì con sẽ tự con tôi luyện được một cái là con sẽ hiểu là vợ con trong tình trạng đó là cổ mới gặp cái trường hợp gì, cổ mới đụng cái chuyện gì, cổ mới đang bực cái điều gì đó, tự con luyện được luôn. Cái đó cô nói thiệt luôn á nha, tại vì cô đã trải qua rồi, thành ra cô biết chắc chắn là như vậy. Đó, còn tại vì sao vợ con thuộc lại là hướng nội, kiểu như vợ con không phải là cái người mà bộc trực mà nếu mà như vậy thì lại không có cái dạng biểu hiện này. Là cái kiểu kia em là bực là nói liền, anh là xong. Nhưng mà vợ con lại thuộc tiếp người là sống hướng nội ha, và vợ con sẽ tự trong cái lúc khóc này 60 độ này đấy, khóc như thế sẽ tức là sẽ gặm nhấm cái nỗi buồn đó. Và trong cái nỗi buồn đó thì sẽ nghĩ là anh ấy sẽ phải tự hiểu là đừng bao giờ làm như vậy nữa với mình đó. Thế là nào, tại sao là anh nào lại vậy như à? Thế ha? Là nào con cũng phải cố gắng à, tự tìm ra phương pháp. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tại vì nó là cá tính, nó thuộc về là bản sắc của gọi là cái gu loại phụ nữ, tức là mỗi người có một cái cách thể hiện, thì vợ con thuộc như thế. Đấy, chị cũng thế em ạ. Thật, lúc gặp chú cũng thế, không nói gì đâu con ạ. Không nói một cái gì cả, chỉ ngồi nhìn, nếu đi xe hơi thì sẽ nhìn ra cửa.
Đúng rồi. Xong cứ thế thôi. Cứ thế nhìn thôi, không cứ biết nhìn điều thôi điều và gì. Nhìn thế thôi cũng chả biết đằng trước đang gì. Đúng rồi. Nhìn trong vô thức á. À. Nhìn trong vô thức vâng. Ở đấy cứ lướt qua thế. Và chỉ mong là anh ấy hiểu được là tại sao mình giận. Dạ. Đúng rồi. Thế nhưng mà bây giờ chú hơi bị siêu đấy, con ơi. Bây giờ cô chỉ cần hơi một cái là chú biết cô tại sao cô giận này. Dạ. Và ngược lại cô cũng thế. Dạ. Con ạ. Ngược lại cô cũng thế tại dạ. Vì chú cũng thuộc lại tiếp người giống như cô, cũng hướng nội như cô. Thế cho nên rằng thì là thì trong thời gian này đi tận hưởng đi con, thì thú vị lắm á con, đáng yêu lắm ấy. Vì lúc ấy tự mình phải tự tôi luyện mình đó. Dạ vâng. Đúng không? Đúng rồi. Đó. Rồi. Thôi bây giờ trước khi tạm biệt thì bây giờ chú muốn hai đứa có cái lời nào hay có một cái điều gì đó mà cần bày tỏ với người bạn đời của mình hay không? Đấy. Nhân cái dịp mà các con đến với chương trình Vợ Chồng Son này. Dạ vâng. Thế thì hôm nay đứng lên đứng lên đứng lên. Con đấy, con muốn nói gì với chồng con ấy thì con nói đi. Thì hôm nay thì cũng nhân dịp gọi là lên chương trình này thì em cũng có một số lời muốn bày tỏ với anh, mặc dù ở nhà là em là người ít nói, ít thể hiện tình cảm hơn. Thì cảm ơn anh trong thời gian vừa qua đã luôn ở bên động viên và chia sẻ giúp với em dù cho những cái lúc em khó khăn nhất và tiêu cực nhất. Em hy vọng rằng thời gian tới trong cái dự định sắp tới của hai vợ chồng thì sẽ cùng nhau cố gắng. Và nếu mà có thất bại hay thành công thì em cũng vẫn sẽ luôn ở bên này. Yêu anh rất là nhiều. Đấy, dụ yêu anh rất là nhiều. Con không muốn nói gì không? Con thì thật sự là muốn nói là thật sự là trong quãng đời của anh đi ra ngoài, anh đi làm thì có rất nhiều người phụ nữ khác đã đến với anh. Nhưng mà thật sự là anh không lựa chọn họ vì anh lựa chọn em. Vì cái điều đầu tiên đó là em là một người phụ nữ mà chia sẻ cho anh rất là nhiều thứ. Và những lúc anh có làm vấp ngã, lúc anh có thất bại mọi thứ thì em đều cho anh những cái góc nhìn của em để cố gắng hơn. Và cái đó là cái anh cần là người chia sẻ của người phụ nữ bên cạnh anh. Thì anh mong rằng là trong năm tới thì tất cả những dự định mà hai vợ chồng năm tới làm thì sẽ làm được và sẽ có một gia đình hạnh phúc. Và con có một điều mà bà con bây giờ vẫn đang suy nghĩ mà bà con chưa biết cái đấy ở đâu. Là anh hỏi em cái nhẫn đính hôn, cầu hôn của anh đâu rồi? Chỗ nào? Em nói đi, em đang để đâu? Thật ra thì cái đấy là con để đợt mà cưới là con cầm về nhà và con không thấy đâu. Con tìm con không thấy đâu, con cũng không dám nói với chồng là mất hay là rơi ở đâu cả. Thì con vẫn đang giấu, vẫn đang tìm là không biết ở đâu cả. Ờ, đúng thật. Thế là sao? Vợ con rất sợ con khi mà tặng một món quà gì hay tặng váy hay tặng gì mà con không được bán, không được phát cho ai cả. Và cái điều đấy là điều mà con thích. Thì hôm đấy là vợ con để đây là nó bị gọi là ở một nơi mà nó đúng là nếu mà không giữ là sẽ mất. Thế là con giấu đi luôn. Tức là từ đấy là con không dám từ bây giờ con sẽ đeo lại cho vợ con để là vẫn là cái đấy. Vẫn là cái đấy. Tức là con là người đã tìm được cái tìm đấy. Được và giữ đó. Còn bây giờ là 6 tháng rồi. Và con chưa biết cái nhẫn ở đâu. Thôi thế hôm nay là để còn bây giờ được rồi. Coi như bây giờ không nói luôn. Dạ. Nó ở trong tim anh. Đó, anh ta. Ôi hay quá. Đính hôn mà thì được tay kia đi con, tay kia đi. Đúng rồi. Nó không ngón áp vẫn, út chứ nhỉ? Đấy. Đấy. Run cô ạ. Vẫn còn run. Run như lần đầu ạ. Phải áp út con ạ. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ôi cái nhẫn này mà nó đi là con rửa tay xong con tháo ra. Dạ vâng. Đây là cái nhẫn này là hôm đấy là con rơi ở đâu? Được cái job đấy là khá lớn cho con đi mua luôn. Mua luôn đúng không? Bây giờ không cởi ra nữa con nhá. Rồi. Không sao đâu. Thôi chắc chắn lần này là coi như là dán keo 502 vô luôn rồi. Dạ vâng. Không mất nữa đâu. Cái nào con hỏi em ơi cái nhẫn đâu nhỉ? Lảng lảnh 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 tránh đi. Thế thì lần sau á là con phải nhớ nhá, là những kiểu như thế là lão cầm đấy. Đấy con nhớ nhá. Rồi xin cảm ơn hai con đã đến đây nha. Rồi chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nha.